Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong tháng 12 âm lịch thì nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng, đặc biệt trong số đó có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong tháng 12 thì con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hành thông. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu cũng sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời trong tháng 12 âm lịch này. Trước khi vào phần luận giải, quý vị đừng quên ấn nút like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để thông. Trước khi vào nội dung chi tiết của video thì quý vị vui lòng like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để là người đầu tiên nhận được những video bổ ích của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên tính cách người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, gây mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên mau phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng với các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm nhiều hơn nữa. Tử vi tháng 12 năm 2021 thấy rằng tuổi Quý Sửu có nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng này sẽ gây ra tổn thất tài chính nhất định và sức khỏe cho bạn. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bạn sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Dù bạn có nhiều cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình đề ra, nhưng đường nhân duyên không tốt, các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương. Chuyện đã khó, nay càng khó thêm. Tháng này quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bạn, giúp bạn nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bi quan tiêu cực thì chưa chắc bạn có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Quý Sửu nên chú ý để làm hài hòa hơn các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Quý Thủy gặp tân âm kim nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất, tiết bất khí, cho nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Sửu cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với nhiều gia chủ Quý Sửu, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này bạn nên tận hưởng cuộc sống của mình. Gia chủ tuổi Quý Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với bạn. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Quý Sửu nếu không biết cân đo, đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi mà cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi.
tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Quý Sửu phải đối mặt. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì xảy ra đối với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Quý Sửu. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc mà không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt hơn, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Mệnh chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi, năm 2021, tháng 12 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Sửu khá ảm đạm, bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình của mình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho gia đình dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân xung quanh. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Quý Sửu nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói của bạn sẽ được sự tôn trọng, nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Quý Sửu nữ mệnh là người mẹ, là người vợ trong gia đình. Bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử và hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình của bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ. Ngày giờ tài lộc của gia đình mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Năm nay các gia chủ tuổi Quý Sửu phạm Thái Tuế. Người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài Thái Tuế để đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với phong thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thời lượng đã khép lại. Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, bình an và may mắn.